Xin chào tất cả các bạn. Trong cái vlog này, Dương tiếp tục được đồng hành cùng với tất cả mọi người trong cái việc điểm lại những cái thần đồng đã xuất hiện trong cái dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam. Thì trong xuyên suốt cái lịch sử hàng ngàn năm văn hiến của đất nước Việt Nam thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều nhân tài xuất hiện, thời nào cũng có. Nhưng để trở thành một thần đồng á thì lại là một chuyện khác. Bởi vì thần đồng thì nó nằm trong cái khung tuổi đúng không ạ, dưới 18 tuổi. Và hơn thế nữa là sao, cái thần đồng là phải có một cái tài năng nổi trội so với lứa tuổi của mình. Ví dụ như là 3 tuổi đi thì có những bé mà có thể biết đọc và thậm chí là viết rồi sáng tác thơ nhạc nữa, thì rõ ràng đó là một tài năng đặc biệt và người ta công nhận truyền miệng là những đứa bé đó là thuộc dạng thần đồng. Để sắp xếp cho tiện ạ, thì Dương sắp xếp thành hai nhóm. Cái nhóm thần đồng là những cái nhóm thần đồng có từ thời lịch sử trước, và cái nhóm thần đồng thứ hai là cái nhóm thần đồng đương đại bây giờ. Đối với cái nhóm đầu tiên là cái nhóm mà ở trong lịch sử thì xuyên suốt trong cái chiều dài của dân tộc thì có ghi nhận một cái thần đồng tên là Nguyễn Hiền. Thì thần đồng này được sinh ra tại huyện Trực Ninh của tỉnh Nam Định. Ông mồ côi cha từ bé và được mẹ cho học sư thầy trong làng. Cậu bé Nguyễn Hiền sớm thể hiện tư chất vượt trội, học tập rất nhanh. 11 tuổi, Nguyễn Hiền đã trở nên nổi tiếng và được coi là thần đồng lúc bấy giờ. Nguyễn Hiền độ trạng nguyên khi mới 13 tuổi, chủ yếu là nhờ tự học và được vua Trần Nhân Tông phong là khai quốc trạng nguyên, tức là vị trạng nguyên đầu tiên của nước ta. Thần đồng tiếp theo có tên là Đào Sư Tích, sống ở thế kỷ thứ 14, là người cổ lễ của Nam Định. Thì ông này từ nhỏ đã nổi tiếng là thông minh hơn người. Lực học thì vượt trội đồng môn, lại có tài ứng đối và năng khiếu về thơ phú. Từ sự hiếu học cộng với lòng quyết tâm học tập nên các kỳ thi hương thi hội, Đào Sư Tích đều đỗ đầu bảng. Tiếp theo là Lương Thế Vinh, sống ở thế kỷ thứ 15. Thì bé đã nổi tiếng là một thần đồng với cái tài học rất là thông minh và nhanh trí. Lớn lên thì Lương Thế Vinh càng học giỏi, học có phương pháp kết hợp học với lao động, vui chơi, giải trí. Và chưa đầy 20 tuổi, tài năng của Lương Thế Vinh đã nổi tiếng khắp vùng Sơn Nam. Năm 23 tuổi, đời vua Lê Thánh Tông, thì Lương Thế Vinh đỗ trạng nguyên khoa Quý Mùi. Tiếp theo là thần đồng Lê Quý Đôn, sống thế kỷ thứ 18, là người Hưng Hà, Thái Bình. Và từ bé cũng đã nổi tiếng là một người ham học hỏi và thông minh, có trí nhớ tốt, được người đời đương thời gọi là thần đồng. Năm lên 5 tuổi, ông đã đọc được nhiều bài trong kinh thi. Và 52 tuổi, ông đã học khắp kinh, truyện, các sử sách của Bách Gia Chư Tử. Chúng ta cùng sang cái nhóm thứ hai là cái nhóm những thần đồng đương thời. Thì nhắc đến nhóm thần đồng đương thời, đầu tiên chúng ta phải nhắc tới thần đồng nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ngay từ nhỏ nhiều người đã coi bác Trần Đăng Khoa là một thần đồng về thơ ca. Khi mới lên 8 tuổi thôi thì bác đã có thơ đăng báo, và khi mới 10 tuổi, tập thơ đầu tiên của bác là Từ Góc Sân Nhà Em. Có lẽ là trong chúng ta ai ai cũng biết về cái bài thơ Hạt Gạo Làng Ta. Và bài thơ này đã được phổ nhạc và trở nên rất là nổi tiếng và thân thuộc với cái tuổi thơ của mỗi người Việt, đúng không nào? Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay. Rồi tiếp theo là có nghệ sĩ Dương Cầm, Đặng Thái Sơn, nổi danh sau khi đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Chopin lần thứ 10 vào năm 1980 ở Ba Lan. Và đó là lần đầu tiên một nghệ sĩ dương cầm châu Á đoạt giải nhất cuộc thi này. Rồi gần đây có cái cậu bé Dương Kim Hảo, được coi là một trong những tài năng về tin học. Và em nổi tiếng với những sáng chế nổi bật,
Kim Hào sở hữu nhiều sáng kiến như bảng điều khiển thông minh giúp người sử dụng dễ dàng tắt các thiết bị điện khi ra ngoài, và máy tính hóa học dưới dạng bỏ túi, mà môn học mà em chưa được học tới luôn. Cái đấy chúng ta còn có thần đồng Đỗ Nhật Nam, và được mọi người yêu mến cũng gọi là thần đồng bởi vì cái thành tích học tập siêu khủng của mình. Năm 7 tuổi á, em trở thành dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam. 11 tuổi viết tự truyện và là tổng biên tập của một tờ báo dành cho tuổi teen. Năm 14 tuổi á, thì Nhật Nam nhận được thư chúc mừng của Tổng thống Obama. Tiếp theo tới cậu bé Nguyễn Bình, được gọi là thần đồng tiểu thuyết bởi vì trong vòng 8 tháng thì cậu bé 11 tuổi này đã hoàn thành 3 tập tiểu thuyết Cuộc chiến của với hành tinh Phantom dài hơn 1.000 trang. Tiếp theo là Phan Đăng Nhật Minh, người ta hay gọi là cậu bé Google bởi vì những cái thành tích cũng như năng lực khác người của cậu. Tiếp theo chúng ta đến với Nguyễn Anh Khôi, được coi là thần đồng mới của làng cờ vua Việt Nam bởi vì anh Khôi vô địch thế giới lứa tuổi U10 vào năm 2012 với số điểm tuyệt đối 11 điểm trên 11 ván và vô địch giải U12 năm 2014. Trong năm 2019 vừa rồi, anh Khôi đã đạt thành tích là được công nhận là siêu đại kiện tướng quốc tế trong cái làng cờ vua. Đó là một cái thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Rồi chúng ta có Lê Đức Anh, với biệt danh là thần đồng ngôn ngữ, mới 8 tuổi mà nhớ 10 bảng chữ cái của 10 thứ tiếng. Và rồi chúng ta còn có Phạm Tuấn Minh, được gọi là thần đồng về lịch. Và Tuấn Minh cũng xuất hiện ấn lẫn tượng tại siêu trí tuệ Việt Nam năm 2019 khi đánh bại knockout sử gia được rất nhiều người yêu mến Phương Vinh. Rồi cũng ở trong chương trình siêu trí tuệ Việt Nam mùa thứ nhất thì có bạn Thế Anh, bạn này cũng có biệt tài rất đặc biệt là có khả năng nhớ tên, thủ đô cũng như là vị trí của từng quốc gia trên thế giới một cách rất chi tiết. Dương vừa điểm qua cho tất cả các bạn những thần đồng được ghi nhận trong cái suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam từ thời phong kiến cho tới thời điểm hiện tại. Không biết các bạn thế nào, còn đối với bản thân Dương, khi mà Dương làm và Dương liệt kê ra những cái danh sách thần đồng thì trong quá trình mà tìm hiểu về những con người này thì Dương cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ họ, và rõ ràng là cái nhân tài của Việt Nam là luôn luôn tồn tại ở bất cứ một cái thời điểm nào trong lịch sử, kể cả trong quá khứ cũng như ngay trong thời điểm hiện tại này. Và hy vọng rằng những cái thông tin mà Dương đưa ra sẽ là cái nguồn cảm hứng cho tất cả các bạn, không chỉ là các bậc phụ huynh mà có thể là những cái bạn nhỏ nữa. Thì từ đây các bạn luôn luôn tin tưởng vào rằng mình là người Việt Nam và mình có trí tuệ của Việt Nam, mình có tinh hoa của Việt Nam, và hoàn toàn mình hoàn toàn có thể là không thua kém bất cứ trí tuệ của một quốc gia nào trên thế giới này. Tới đây Dương rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Và nhớ là like, subscribe cũng như chia sẻ để lan tỏa nhiều giá trị hơn nữa nhé. Và chắc chắn là Dương sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tất cả bạn trong những cái video kế tiếp vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.